Hello everyone, welcome back to my channel. Rất vui được gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thì bây giờ hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hành vẽ một cái chi tiết dạng kim loại tấm nâng cao như thế này ha. Đây là cái bản vẽ của nó, mình sẽ để ở phần mô tả cho các bạn tải về nhé. Cái chi tiết khá là hay ha. Thì cái rãnh gần này mà vẽ trên các phần mềm khác thì nó khá là phức tạp, nhưng trong Enix thì nó sẽ khá là đơn giản thôi. Ok, mình đi vào thực hành ha. Thì đây là giả thép tấm dốc 304 ha, và bề dày bằng 1 mm. Ok rồi, bây giờ mình vào thực hành. Thì đầu tiên thì mình sẽ vẽ cái biên dạng này ha, sau đó mình sẽ tạo một cái tấm dày như thế này, rồi xong đó mình cắt bỏ những cái phần dư thừa đi, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi vào thực hành bằng cách bật vào ở đây. Mình sẽ đưa cái Rolex của phần thiết kế tấm của mình học. Bây giờ mình sẽ chuyển qua thì là application này, sheet metal này, thiết kế tấm này. Đây mình sẽ tạm thời đưa cái Rolex của mình vào ha, user play này. What? Rồi bây giờ mình sẽ tạo sketch trước ha. Cũng là việc đầu tiên luôn luôn là phát tháo ha. Thì ở đây phát tháo nhân dạng này thì mình sẽ vẽ là bằng lệnh của loại file line thôi, rất là đơn giản ha. Của loại file này, đi ngang này, đi xéo này, đi ngang này, xéo này, ngang này. Ở đây bạn xóa cái ràng buộc con góc này nhé, chọn vào và nhấn delete. Ok, bây giờ ràng buộc này 101 này, 340 này, 101, 101 này, 0 này. Chưa. Rồi tiếp theo là ok. Rồi tiếp theo là rapid ký kích thước này. Đấy ha, 340 ha. 340 này. Đây sẽ là 70 này. Và hợp với nhau một góc 120 độ ha, à 140 độ ha, 70 này. Enter này. Mình ra buộc hai cái thằng này nó ngang hàng nhau cho mình ha. Ngang hàng này. Xóa cái ràng buộc thẳng hàng đi ha. Đây nó là một ràng buộc thẳng hàng, mình chú ý là ở đây nó không có thẳng hàng ha. Đấy, bây giờ mình ràng buộc này. Chiều cao tổng của nó là 20 ha. Cái bề dày nó nằm ở phía dưới cái đường line của mình ha. Ok, 20 mình nhập 20 này. Chỉ kích thước thôi. Thứ nhất, chỉnh thứ hai này. Kích thước là bằng 20 này. Ok này. Góc này là 140 độ này. Chưa. Tiếp tục ha. 70 là phía trên các bạn, 70 là phía trên ha. 70 là phía trên ha. Ok. Đấy, mình điều chỉnh nó chút, góc này cũng là góc 140 độ ha. Phát thảo biên dạng như vậy. Trang bị kích thước góc thôi. Góc này cũng là 140 độ. Dạ, đấy, ok, xong. Fully defined ha. Và bây giờ mình sẽ bo. Bo luôn ha. Hai cái cung ở dưới này là 30, hai cung phía trên là 40 này. Chọn là bo cung này. À, 30 này. Quét chuột trái này. Quét chuột trái này, chưa? Rồi ok, nhấn Escape kết thúc lệnh, tiếp tục chọn một lệnh. Chọn 40 Enter này. Ok, quét trên, quét dưới này. Xong. Đây, phát thảo xong biên đạo, Escape fully defined ha. Rồi finish Escape. Bạn sẽ chọn vào lệnh Shift Metal và bạn chọn là Contour ha. Đây, Contour. Contour Flame ha, tích vào. Và bây giờ bạn sẽ chọn vào cái đường cướp của mình ha. Chọn là thang dịch cướp, tích vào. Ok, bây giờ mình đi vào thiết lập các thông số ha. Thickness của mình là bằng 1 ha. Ok này. Bây giờ mình đụt ra, mình sẽ đụt kích thước nó lên là bằng hai trăm. Bây giờ bằng 1 parameter thì bạn sẽ nhập bằng với nó luôn ha, bằng 1 luôn. Hệ số đánh ở nhiệt thì bằng 0.03 ha. Còn cái relief này thì chưa ha. Cái relief này là cái đánh thoát, nhưng mà mình chưa có đánh thoát thì nó sẽ không có quan trọng ha. Ok, nhấn ok. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào cắt ha, cắt bỏ cái phần dư này đi ha. Đây là nó là đơn giản hình chữ L này. Bây giờ mình sẽ chọn vào sketch rồi mình sẽ phát thảo cắt bỏ nó đi ha.
mình sẽ chọn vào mặt này chẳng hạn ha, mặt x y mặt x z này, mình sẽ kết mặt mặt x z này, ok này. Ở đây mình có thể nhân f8 thôi. Rồi ok, mình vẽ tiếp này. Đây là 85 ha, và đây là 100. 85 là 100 ha, mình sẽ chọn vào graph fit, không không, mình chọn vào graph fit. Ok. Đây là 85 ha. Ok. Mình sẽ vẽ ba cái lỗ này luôn nhé. Ba lỗ này là lỗ phi 20 ha. Ok, lỗ phi 20 mình vẽ luôn. Một cái. Ok, mình đặt bộ ba đường tròn này bằng nhau và bằng phi 20 luôn. Cái này thì nó nằm ngang tâm luôn ha, ngang tâm tại đây ha. Mình sẽ ghi kích thước này là bằng 25 này và 50 và 25 ha. Trong phít này. Tâm này. Ok. Khoảng này mình ghi luôn ha, khoảng này là bao nhiêu này? Cộng tâm với cái khung này luôn ha, sẽ là bằng 25, 25 ha, 25 và khoảng cách hai này là 35, 25 này. Ok chưa? 25 ha. Ok chưa? Cầm bộ hàng này ngang hàng này. Và bây giờ mình sẽ vẽ một cái đường line ha, đây. Chuyển đường này về đường center line cho mình. Đặt bộ hai này symmetric qua cạnh này ha. Đây mình sẽ chọn là symmetric. Xuống xuống chọn match symmetric. Point thứ nhất, điểm point thứ hai này, đường center line này. Ok chưa? Đấy, fully defined ha. Đây mình sẽ cho nó là một ngang tâm đi ha. Ok ha. Hai ha. Ok, finish sketch này. Sau đó mình sẽ sử dụng cái trúc cắt trong này cũng được, hoặc là bạn vào app ra bạn vào modeling mà bạn chọn cái trúc cắt đều được nhé, giống nhau cả. Thì đây mình sẽ chọn là connect ha. Mình sẽ chọn là symmetric. Chưa? Trừng khối thì ok. Đó, rất là đơn giản thôi. Tiếp theo là mình đi bo thôi ha. Bo là 1, 2, này, 3, 4, 2, 5 này. Cái này là 60 này. Về chưa? Thì ở đây mình chọn là trong này đều được ha. Hoặc là bạn vào cái tấm bạn ha. Có thể chuyển đổi các môi trường lẫn nhau đều được nhé. Đây bạn chọn là vào grid corner này. Đây bạn chọn là đây ha. Chọn là 25 này. Ok, bạn chọn này. Thứ nhất này. Chọn bo phía ngoài đều được ha, trong các là trong phần future đều được nhé. Đâu 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 chữ ship ha. Ba cái thôi ha, ba cái 25 và cái kia là 60. Apply này. À đây cái này nữa ha, cái này 25 nữa. Yeah. Sau nhấn apply này, nhấn 60 này. 60 chính là chỗ này ha. Ok, thấy không? Rất là đơn giản ha. Tích ok. Tạm thời mình sẽ hai cái nhân dạng sketch này đi ha, Ctrl B đi, chọn vào những Ctrl B đi. Được chưa? Vấn đề của mình đó chính là giờ mình xử lý cái thằng cái gần này nó khá là phức tạp đấy, được chưa? Này, thấy không? Cần khá phức tạp thì nó có là cách biên dạng phía ngoài là bằng 40 này, chiều rộng của nó là bằng 245 này, được chưa? Và nó sẽ nằm giữa ha, nằm giữa cái thằng là 100 này, được chưa? Ok thì để mà sử dụng được các cái công cụ trong phần
Cái phần lệnh tạo nhấn này á, thì các bạn chú ý là lệnh mà sử dụng lệnh này ha. Nhưng mà các bạn chú ý là khi mà sử dụng lệnh này á, thì bắt buộc cái biên dạng của mình nó phải biên dạng phẳng ha. Thì ở đây nó đang bị cong, các bạn ý thấy không? Nó khá là cong. Thì bây giờ mình phải sử dụng đến một cái công cụ trong một form này ha, đó chính là unband đó. Unband trải nó ra, trải tạm thời ra, rồi sau đó mình sử dụng lệnh, sau đó mình lại reband nó. Chứ còn nếu mà bạn sử dụng lệnh trong phần thẻ này á, bắt buộc là phải là mặt phẳng ha. Đây là mặt cong thì không tạo được. Thì bây giờ bạn unband nó ra ha. Đầu tiên bạn chọn mặt gốc này, chọn các cái cạnh mà trải nó ra ha. Oh no, 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 mình ship ha. Mình sẽ chọn lần lượt ha. Đó, thấy không? Lần lượt ha. Trải nó ra ha, rồi tính nhất ok. Thái tam thời, thái phẳng tạm thời đó như thế này. Sau đó bạn sử dụng lệnh sketch phát thảo biên dạng ha. Phát thảo biên dạng một đường line, sau đó mình sử dụng công cụ lệnh. Thì trong NX nó hỗ trợ cho bạn khá là hay nhá, bạn chú ý cho mình. Theo cái đường line ngang, sau đó là một kích thước là theo phương thẳng đứng sẽ là cách một khoảng 40 này, thấy không? 40 này. Rồi xuống mặt phần lên ha, phần view ha. Ok, 40 và chiều nó cũng là 245 và cách khoảng này là bằng 20 50 ha. Ok. Đây. 40 này. Con này là 245 này. Ok. Rồi nhấn ok. Cho nó ngang hàng với ngang hàng với tâm này. Rồi, ok, fully defined finish sketch. Bây giờ bạn sẽ chọn vào lệnh trong phần flume này ha, ở trong là band này. Chọn vào đường ha, đây có rất là nhiều kiểu tạo. Như đây mình tạo là tạo bạn nhìn vào cái mặt cắt của nó nhé, cắt này thấy không, mặt cắt AA này thấy không, chính là mặt cắt ở đây ha. Ở đây R10 này, bo là R5 này ha, thấy không, bo R5 này, bạn đi nhập vào ha. Như đây bạn sẽ chọn vào phần bo ha, nhập là chọn vào đường line này, bạn nhập là bằng 5 thì ở đây cái đỉnh bạn chọn cái đỉnh cao nhất ha, nó bằng 10 này thấy không, 10 này thấy không, từ mép này ha. Thì đây đó chính là chính vị trí này này. Đấy, thấy không? Đây. Chính là R đây, là bằng 10. Ok, ra đây ớt bằng 10 luôn ha. Và đây bạn nhập bia là 5 ha. Ok chưa? Đấy, có vậy thôi ha. 10, 5 này, thấy không? 10, 5 này. Ok. Đã như vậy thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ chọn vào phần ok là được ha. Đấy, như vậy là xong. Bây giờ mình trải ra rồi ha, mình xử lý xong rồi, bây giờ mình sẽ đưa về ha, reband nó lại ha. Reband thì bạn chọn vào reband này. Bạn chọn vào cạnh góc này. À, chọn vào các cái mặt phẳng mà bạn đã reband nó ha. Chọn vào mặt thứ nhất, mặt thứ hai, mặt thứ ba, mặt thứ tư này. Tính ok, đấy, xong. Rất là đơn giản thôi. Show and hide này. Ấn là gì? Ấn point, ấn coordinate tầm, ấn sketch. Tính ok này. Bạn vào view này. Render này. True setting này. Vào đây ha, chọn này. Đó này đi. Rất là đơn giản ha. Ở trong NX thiết kế này khá là, nhưng mà tắm nó khá là hay ha. Bạn có thể test thử xem như thế nào ha. Rất hay đấy. Rất là nhiều các cục cục, có nghĩa là mình sử dụng công cụ kim loại tấm này đối với khá là nhiều phần mềm, thì trong NX cái công cụ tạo cái khuôn đột cho nó khá là nhiều ha, có là mình đa dạng một cái thiết kế. Còn đối với trong SolidWorks thì các bạn phải tạo khuôn sẵn ha, có nghĩa là tạo một cái khuôn sẵn như thế này rồi mình chỉ cần chọn vào cái đường line và mình chọn được thôi. Còn trong NX này thì nó sẽ cho bạn đa dạng cái thiết kế của mình ha. Thì đây bây giờ mình sẽ chỉ là trải nó ra ha. Đấy. Rất là đơn giản thôi. Đó là một cái bài khá là nâng cao, nhưng các bạn phải hình dung ra được cái phương án vẽ ha. Chưa? Đấy. Cái này mình sẽ để ở phần mô tả cho các bạn, không có gì cả. Bạn tải về thực hành ha. Có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ qua Zalo, WeChat hoặc là WhatsApp hoặc là email của mình nhé. Một sản phẩm kim loại tấm khá là hay. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.